Rồi, xin chào các bạn. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ phân tích một bài về hội viên cho Vega ha. Ở đây tôi sẽ tiếp tục phân tích đó là về nguyên lý hoạt động của một cái dòng card, đó là GX 5500 XT 8GB. Thì đối với dòng GX này là nó thuộc cái hãng là AMD. Các bạn nhớ nha, nó thuộc hãng là AMD hay là bên đào con ta gọi là châu đỏ. Vậy nó được sản xuất là vào tháng ngày 4 tháng 8 2020, cách đây cũng khoảng là 3 năm mấy rồi các bạn. À, 3 năm mấy rồi. Còn giao diện cái đồ họa của nó là NV14. NV14 hiện tại mới nhất của AMD là nó là một cái gà GX, là đối với dòng cạc nha, nó là 7.000 gửi 7.600 7.700. Và đối với laptop và PC, đối với laptop nó là GX 8000 rồi, Ryzen 8000 8000 8000 Pro. Rồi thì nó chạy cái hỗ trợ về cái Direct của nó là 12, vẫn là 12. Nó được cấu tạo bởi là 6.400 tỷ đèn bán dẫn nha các bạn, cho nên là nó chạy rất là nóng, và thứ hai là tốc độ nó chạy cũng khá là mạnh. Rồi ở đây là về cái bộ, về cái gọi là cái hệt của nó chạy, mà gọi là lúc đầu các bạn chạy bình thường nó là 1187 MHz. Chúng ta có thể là tăng cường tăng tốc hoặc là ép xung lên là 1757 MHz. Khi mà card chạy ở cái hạt nó là 1750 thì nó tương đương với là 14 GB. Đó, cho nên là những bạn nào mà đào con ngày xưa là người ép xung rất là lớn nha. Rồi ở đây cái nguồn điện năng tiêu thụ của nó đó, maximum là 125 W. Tất nhiên là khi mà các bạn xài bình thường có thể là 70 W hay là 110 mấy W. Thường á, các bạn test những cái phần mềm test power up thì nó hiện cho chúng ta là nó sẽ gọi là hiện cái tiêu thụ maximum của nó. Ở đây tôi test thực tế nó là khoảng 110 mấy W. 110 mấy W. Thì các bạn sử dụng phần mềm hay chúng ta chơi game càng mạnh á, càng nặng á, thì nó sẽ ngốn cái điện năng tiêu thụ nó càng cao ha. Rồi nó vẫn là kết nối với những cái PCI Express 4.0 và 8.0, đó là giao diện của nó. Ở đây là các bạn thấy đây, đây là xưởng đúc, đó là TSMC của bên Đài Loan ha. Rồi ở đây thì đây là về cái tương thích các dòng đời của nó đây. Memory 8GB ha, 8GB. Ở đây là nó support là Micron các bạn, Vega là Micron, chip chip Vega. Về cái điện năng tiêu thụ nó là maximum của nó 125 W, thì cái tối thiểu của PSU á, là 300 W ha, điện công gọi là công suất thực. Tùy theo chúng ta sử dụng thiết bị nhiều hay ít, ổ cứng nhiều hay là những cái cổng thiết bị ngoại vi nhiều, thì chúng ta nên sử dụng cái nguồn cho nó tương thích hơn. Tối thiểu nó là 300 W ha. Rồi đó là về một số mà cái cơ bản. Còn cái vấn đề về cái điện năng tiêu thụ nữa, tất nhiên là Vega này nó sẽ có một cái nguồn phụ, cái giắc nguồn phụ là 6 pin. Đó, về cái giắc nguồn phụ thì tôi cũng giới thiệu chúng ta rất là nhiều, đó là đối với những dòng cạc mà điện năng tiêu thụ nó càng cao thì buộc nó phải có một cái giắc nguồn phụ để cho cái nguồn nó gánh tải hỗ trợ cho cái main. Thường thì main PC chúng ta nó chỉ hoạt động về cái gọi là điện năng tiêu thụ trên cái cổng PCI Express đó các bạn. Đây này, cái cổng này này là nó ở khoảng là dưới 100 ha, dưới 100 W, tất nhiên khoảng là 75 thôi, 75 85 thôi. Đó. Khi mà cái card nào mà vượt cái ngưỡng đó thì buộc là chúng ta phải hãng sản xuất phải gắn thêm cái giắc nguồn phụ 8 pin hoặc là 8 pin hoặc là 16 pin. Đối với những dòng card càng cao thì nó sẽ sử dụng giắc nguồn phụ càng nhiều. Thì khi mà các bạn quên cắm này, quên cắm cái giắc nguồn phụ
Một là cạc các bạn sẽ không có xuất hình, hai là nó sẽ báo cho chúng ta về cái màn hình DOT, là nó báo thiếu giác ngủ phụ. Đó là giác ngủ phụ này, nó có một giác đó là gọi là giác báo ngủ phụ giữa cái một cái mạch, nó sẽ đi qua một cái con IC và nó mở mạch mức cao hay mức thấp gửi về cho chip để biết rằng là chúng ta có cấm giác nguồn phụ hay không ha. Trường hợp nó báo là như vậy. Rồi, đó là một số cái cơ bản. Giờ bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phân tích chuyên sâu đó về cái nguyên lý của nó. Đó, về nguyên lý của nó thì các bạn thấy về cái card Vega thì lúc nào chúng ta cũng biết rằng nó sẽ kết nối vào cái PCIe Fed 16X trên mainboard. Ở đây các bạn thấy nó có hai cái ngăn ngắn và ngăn dài ha. Bên cái ngăn ngắn này gồm có 10 pin là bên một mặt, tất nhiên hai mặt là 20 pin. Thì đây là cái gọi là cái ngăn mà nguồn, gồm có là 3.3 12V. Đây các bạn nhớ. Nó tính như thế này. Bên mặt bên đây là A, bên mặt sau là B, là A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Còn về cái gọi là cái ngăn dài, tất nhiên là cái dân đường tín hiệu. Các bạn nhớ nha, đường tín hiệu giao tiếp giữa cổng PCIe Fed và chip Vega chúng ta để cho mainboard chúng ta nhận dạng cái cảm ứng hình. Đó. Thì bên đây nó cũng vậy. Ở đây các bạn thấy đây là những con tụ lọc ha, những con tụ lọc này. Nó sẽ sử dụng là từ cái pin này nè đến vị trí này. Đó. Còn bên đây nó có thể là gọi là cho cái card chúng ta gắn chắc ha, nó chắc chắn hơn, hoặc là nhiều card càng cao thì nó sẽ sử dụng những cái đường tín hiệu càng nhiều. Đó, card càng thấp thì nó sử dụng đường tín hiệu qua những tụ lọc càng ít ha, càng ít. Thì các bạn biết rằng là về cái tín hiệu thì nó cực kỳ là khó chịu, cho nên là người ta sản xuất nó sẽ gắn những cái con tụ lọc để tạo cho một cái tín hiệu ở đây ổn định này. Đó, những cái trường hợp mà card chúng ta đầy đủ nguồn mà không nhận thì các bạn có thể là sử dụng những cái thiết bị mà chúng ta đo về tụ lọc này, coi về cái độ trễ của nó, độ pha ra của nó à, như thế nào nha. Rồi, thì đối với dòng GX như tôi đã phân tích cho chúng ta rồi, thì chúng ta phải nắm được cái trình tự hoạt động của GX, lấy những cái GX 470, 870, 570, 580 làm chuẩn thì các bạn phân tích sau này rất là dễ dàng. Đó. Thì đầu tiên buộc là card chúng ta, khi mà chúng ta cắm một cái tool test ha, kết nối với máy cặp dòng. Đó, cái tool test như tôi thường test và trên những video tôi phân tích cho chúng ta đó, cắm kết nối đó. Đó, thì ở đây thì chúng ta phải đo được đó là 12V và 3.3. 3.3 là từ cái tool mà gọi là PCIe Fed mở rộng đó các bạn, nó sẽ biến đổi 12V từ cái nguồn cấp vào để trở thành 3.3 cấp lên cho cả Vega chúng ta. Đó là hai cái mức nguồn gọi là điện áp ha, điện áp gọi là điện áp gánh tải đó, gánh tải cho chúng ta. Rồi, nó sẽ có mức 12V từ PCIe Fed và giác nguồn phụ. Hai mức này nó sẽ giống như nhau, cùng là điện áp 12V và dòng tải như nhau. Đó. Rồi, thì 12V này khi mà nó cấp lên mainboard, các bạn phải nhớ chú ý rằng nó sẽ chuyển đổi qua một con IC. Nó sẽ chuyển đổi qua một con IC. Ví dụ ở đây là cuộn dây. Các bạn thấy ở đây là cuộn dây là L. L1002. Đó. L1002. L1002. Chúng ta sợt lên đây. L10 1901 1002. Đây, đó là nó lấy điện áp từ PCIe Fed đi qua những cuộn dây này để cấp về cho cái PCB card chúng ta. Đó, PCB cái card Vega chúng ta là 12V. Rồi, từ đây các bạn thấy nè, những cái giác nguồn phụ và PCIe Fed lên là đều là 12V. Nó như nhau. À, nó như nhau.